Sổ sách kế toán là công việc cuối cùng sau khi hoàn thiện nộp báo cáo tài chính của năm. Các loại sổ sách ghi nhận tất cả các chứng từ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là cơ sở để tổng hợp làm các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác tra cứu, thanh tra, quyết toán. Đến với khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn tự mình hoàn thiện được sổ sách của doanh nghiệp nhanh và chính xác nhất, rà soát được các công việc của kế toán hàng năm, phát hiện kịp thời những sai sót của các chứng từ, tránh sai phạm doanh nghiệp gặp phải trong quá trình dọn sổ sách. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng đi tìm hiểu nội dung của khóa học. Các bạn sẽ được học chỉ dẫn về lập công văn điều chỉnh nội bộ, lập lại báo cáo tài chính đối với trường hợp bị lên sai, cách điều chỉnh các tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và lập tờ khai đúng, điều chỉnh hướng dẫn đối với trường hợp lập sai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn lập lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phân tích các chỉ số, sắp xếp và in nhanh các hồ sơ. Cách kiểm tra lại toàn bộ các báo cáo, chứng từ, các hóa đơn mua vào bán ra và các tờ khai thuế đã nộp, với mục đích là để kịp thời phát hiện ra các sai sót so với quy định để có phương án điều chỉnh. Ở nội dung khóa học dọn dẹp sổ sách kế toán, các bạn sẽ được hệ thống lại toàn bộ các hồ sơ cần phải kiểm tra nhằm thiết lập lại hệ thống sổ sách kế toán và kê khai báo cáo thuế, bao gồm hóa đơn chứng từ mua vào bán ra, bảng kê chứng từ đi kèm, bảng sao kê sổ phụ ngân hàng, các file lưu giữ liên quan đến kế toán, định mức nguyên vật liệu đối với công ty sản xuất và bảng quyết toán công trình đối với công ty xây dựng và danh sách hồ sơ người lao động tham gia bảo hiểm, thông báo, kết quả đóng bảo hiểm và hồ sơ lao động. Hướng dẫn việc kiểm tra, điều chỉnh lại toàn bộ các tờ khai và các báo cáo và các sổ chi tiết đi kèm. Hướng dẫn thực hiện việc đánh lại số chứng từ trước khi thực hiện việc in sổ sách. Và hướng dẫn thực hiện việc rà soát lại các chứng từ một lần nữa trước khi chúng ta in sổ sách. Và mỗi một doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào hình thức hoạt động để thực hiện in các mẫu sổ sách. Các nội dung in sổ sách sẽ phụ thuộc vào từng mảng doanh nghiệp mà các bạn đang hoạt động theo hình thức nào, để chúng ta lựa chọn các mẫu in sổ sách phù hợp với doanh nghiệp phục vụ cho việc thanh tra và quyết toán thuế. Để thực hiện in sổ sách và lưu giữ nội bộ cũng như các hồ sơ chứng từ để chuẩn bị thanh tra quyết toán thuế. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học bao gồm khóa học lớp tập trung, lớp online một giáo viên kèm một học viên và đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ và các mẫu các bạn sẽ được học trên chính chứng từ của trung tâm giáo trình online trong web ketoanviethung.com. Các bạn sẽ nhấn chọn vào học để chúng ta chuyển sang trang web học giáo trình online, hoặc các bạn sẽ được học trên chứng từ thực hiện việc kiểm tra lại các số liệu trước khi in sổ sách của chính công ty đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình in sổ sách kế toán bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.